kinh doanh tại Đà Nẵng vào ngày hôm nay. Đi con cháu trong các bà quy phục của ta đã có đây trong ngày hôm nay. Gia đình của xin làm để tiễn đưa bà về quê hương. Ngày hôm nay tiễn đưa bà thì đâu cũng thay mặt gia đình khi bây giờ đặt đáy các đình của ngài các thần các cho bà để nghe ăn được cuối cùng khi ra cảnh ra là cảnh ra tam tổ thì tam đời cha thành hôm nay và có tám tuổi thì đi xa cũng về với mua ngồi, nhưng mà sẽ làm được mọi việc thế giới đưa những kiểu của bà lấy ăn của tôi tôi sẽ làm từ cả lấy ra nhà kính thưa là họ cháu đi đầu ra trong niềm thực hiện đã văn hà bà con đồn ngoài gần xa bạn bè thân hữu người thân chúng tôi và hoàng thị khéo hợp nhất nhập cảnh sinh năm thủy đầu vì chủ nhà sức yếu con cháu đã cần mình chăm sóc những công làm sao có buồn đặt cùng với tổ cuối cùng vào lúc 11 giờ ngày 2 tháng 7 năm kỷ hiệu nhằm ngày 2 tháng 8 2017 được sự quan tâm giúp đỡ của quý bà con đề biến thủ yếu cầu việc sư thích cho và gian tiền là và họ sắp xếp bố trí để đến tiền đưa đi từ của các chúng tôi đến nơi an nghỉ trong cộng đồng gia đình mình đã của chúng con không biết nói gì hơn khi thành của chúng tôi trong quá trình tổ có thể các con đàn sao đã thuận nhưng trường hợp của sóc mong thì bà con nghiệp tình của chúng tôi cuối cùng gia đình đã của chúng con vì bà có khỏe và đọc nhiều điều máy mắn cuộc sống xin chân thành cảm ơn và sau đây gia đình đã của chúng con xin nhớ làm lại đây đó cũng là chúng ta vì hiểu sự mong là hoan hỷ trong những con Hôm nay trở về nơi cư cha đất tổ trước giờ là kỷ niệm đến tổ để nơi an nghỉ cuối cùng sau sự hoàn gia đình xin tạ ơn làm lại đây.
xin làm cùng với mình và nhận đó. Giờ sau thì sẽ được một sáng biến còn một cuộc sáng là một cuộc thư có một xin phép đại diện cho 35 thôn xin nhận một con này cho là cuối cùng xin cầu nguyện cho Hương Linh sẽ được chiến thuật chúc cho gia đình và quý bình an sức khỏe và đại diện cho người. Dạ có xin bảo em làm cho nên đăng ký cho là năm triệu đồng.